Cuộc sống xanh xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như quý vị muốn có một vườn cây trong nhà nhưng diện tích nhà lại không có chỗ cho một vườn cây dù là rất nhỏ, thì quý vị hoàn toàn có thể tìm tới mô hình vườn trên tường. Đẹp, độc đáo và lại rất có ích cho việc cải thiện không gian trong nhà. Vườn thẳng đứng bắt nguồn từ một nhà nghiên cứu về cây nhiệt đới người Pháp Patrick Blaine. Ông đưa ra giải pháp trồng cây xanh trên bề mặt thẳng đứng giúp tạo ra không gian xanh để cải tạo môi trường sống mà gần như không ảnh hưởng đến diện tích mặt bằng. Hơn thế, các mảng tường cây có tác dụng trang trí tuyệt vời, tạo ra những góc nhìn mới lạ, độc đáo khiến người xem phải ngỡ ngàng. Tại Việt Nam, không ít các công trình vườn thẳng đứng như thế đã được xây dựng trong vài năm gần đây. Hầu hết các loại cây đều có thể trồng được trên vườn thẳng đứng. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của mô hình này là các loại cây không sống bằng đất mà sống hoàn toàn bằng chất dinh dưỡng được truyền từ nước qua hệ thống ống dẫn trải đều khắp khung trồng. Bởi vậy, vườn thẳng đứng dù bố trí trong nhà nhưng bạn hoàn toàn không phải lo lắng về việc thay đất như thế nào cho cả một khu vườn cây xanh tốt này. Mô hình vườn đứng thì cách đây khoảng 3-4 năm thì nó là khái niệm rất mới. Và chúng tôi cũng là những người yêu cây và tiếp cận nó và chơi, nghiên cứu, thử nghiệm. Và sau đó, sau khi chúng tôi thấy là nhu cầu của mọi người lớn, của mọi người khá là quan tâm đến cái vấn đề vườn đứng này, thì chúng tôi bắt đầu làm, đầu tiên là hỗ trợ bạn bè, giúp bạn bè trang trí, sau đó là có những cái đơn đặt hàng. Và nhu cầu của vườn đứng bây giờ nó bao gồm là dành cho nhà ở này, dành cho các cái biệt thự này, dành cho văn phòng này, dành cho các không gian công cộng như trung tâm thương mại. Gần như là ở những cái tòa nhà hoặc những nơi nào người ta trang trí bằng cây cảnh truyền thống thì bây giờ có thể đưa vườn đứng vào được. Đây là mô hình vườn thẳng đứng được thi công tại phòng khách của một nhà riêng. Cũng như nhiều gia đình khác ở Hà Nội, không gian phòng khách không đủ rộng để thiết kế hay kê đặt cây xanh nên vườn tường này là sự lựa chọn hợp lý cho chủ nhà. Vừa không tốn diện tích lại vẫn giúp gian phòng sinh động và thân thiện với môi trường hơn. Cái vấn đề là khi mọi người hỏi và băn khoăn về cái việc chăm sóc cây như thế nào thì gần như là ai quan tâm đến vườn đứng thì đều có câu hỏi như vậy. Cái điểm mạnh của vườn thẳng đứng đó là người sử dụng gần như không phải mất thời gian hay công sức gì chăm sóc cả. Tất cả cái hệ thống tưới, tiêu chúng tôi đã set up một cách tự động hoàn toàn. Người chơi chỉ việc hưởng thụ. Nếu có yêu cây thì có thể là cầm kéo cắt tỉa những cái lá vàng, lá già. Đấy. Khi mà mọi người trồng cây ở thành phố và trồng ở ban công ấy, mọi người luôn phải đối mặt với vấn đề đó là ban đầu thì rất thích. Nhưng sau khi trồng được một thời gian do bận rộn hoặc do đi du lịch hoặc do cái điều kiện nào đó mà không chăm sóc cây thì cây nó chết đi. Thì mọi người sẽ cảm thấy chán và gần như là cảm thấy không có một cách nào đó để tiếp cận được với cây xanh. Nhưng vườn thẳng đứng thì giúp mọi người giải quyết được vấn đề đó. Không chỉ là giải pháp cho không gian sống xanh và thân thiện với môi trường, sự kết hợp màu sắc của các loại cây cũng có thể giúp tạo nên những bức tranh hay những mảng màu khác nhau sẽ tạo nên những điểm nhấn cho công trình. Trong bối cảnh cả thế giới đang chung tay hành động nhằm hạn chế những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu và học cách thích nghi với khí hậu đang biến đổi, kiến trúc xanh đang là một trào lưu mới. Bởi vậy, vườn thẳng đứng không chỉ là mô hình phù hợp với xu hướng kiến trúc mới mà còn là một giải pháp cho ngôi nhà xanh của những người yêu thích cây cối và mong muốn có một cuộc sống hòa mình với thiên nhiên. Vườn tường xanh là một bước tiến lớn trong lĩnh vực kiến trúc nội thất. Nó tạo ra môi trường sống lôi cuốn và hấp dẫn. Nó cũng ấn tượng không kém khi được đặt trong ngôi nhà của bạn, bên cạnh những đồ vật trang trí nội thất khác. Hơn thế, nó còn là một chiếc máy điều hòa không khí, máy lọc bụi tự nhiên, với hệ thống cây trồng dày đặc, tạo thành một dải xanh ngát trên bức tường nhà bạn. Nó góp phần giảm đi lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính CO2. Vườn tường được trồng nhiều loại cây, đó là một chiếc máy điều hòa, máy lọc bụi hữu hiệu nhất giúp cho môi trường làm việc trở nên sạch hơn, không khí trong lành hơn và tiếp thêm năng lượng giúp nâng cao sức khỏe người lao động.